thẩm của bà Nguyễn Phương Hằng. Và nhiều anh chị em có hỏi rằng là bao giờ thì bà Nguyễn Phương Hằng ra tù. Thì hôm nay trong cái phiên tòa sơ thẩm hôm trước ấy, là bà ấy đã bị kết án là 3 năm tù. Thì bà ấy đã đi tù được hơn 2 năm rồi anh chị em. Theo đúng lịch thì còn vài tháng nữa thì bà ấy ra tù. Thế nhưng mà với tình hình này, và đặc biệt hôm nay bà ấy cười tươi như thế, thì là bà ấy còn vài tháng nữa bà ấy ra tù. Thì theo Dung, phán đoán của Dung ấy, thì khoảng 2 tháng nữa, là căng đét là có 2 tháng nữa bà ấy được ra tù. Với cái tình hình được cải tạo như bà Hằng ấy, 2 tháng bà ấy ra tù thôi các anh chị em. Nhưng mà trong cái trong cái buổi phản biện ngày hôm nay á, là bà ấy phản biện rằng là bà ấy không biết là cái luật an ninh mạng có ở Việt Nam. Thì cái kinh nghiệm của Hoàng Kim Dung á, là tôi tham gia mạng xã hội khoảng 15 năm, tôi biết rằng ở trên mạng xã hội có rất là nhiều người ghét tôi, và cũng có rất là nhiều người á là mong muốn tôi đi tù. Nhưng mà tôi cũng mong muốn là các anh chị em nào á ghét tôi. Ôi Dung ơi, Dung ơi, mày đúng là, mày nói á, mày hình như trong mồm mày có dính cọng lông hay sao ấy Dung ạ. Hả? Mới ấy xong à? Rồi tao bảo mày này, sợ rồi hay sao vậy? Ừ? Còn mày không cần phải phân tích đâu nhá. Ngày xưa á, cái lúc mà mày đến tặng hoa cô Hằng xong đó mày quay lại là biết mày con người thế nào rồi. Mà giờ bây giờ mày cũng tiếp tục như thế, chẳng qua mày phân tích cái gì? Muốn lên bán hàng, câu view, câu like, rồi tính tạo cái drama này nào nữa, xong rồi để lùa gà, xong rồi bán cái thằng online nữa, đúng không? Nhưng tao bảo mày này, cải tóc cho nó thẳng đi, chứ thấy cô Hằng sắp về mà tóc mày xù như kiểu lông con bốn chân đấy. Hả? Sợ à? Sợ sao mà tóc nó xù nó quăn lại thế? Hả? Rồi bớt nói đi nhá, cái mồm á là cái họa đấy nhá. Chứ mày thấy bây giờ rén rồi à? Rén ngang với cùng Nguyễn Phương Hằng là hay sao vậy? Hả? Tao nói cho mày nghe này, mày xé cái găng tay Đại Nam, mày xuyên tạc Đại Nam, mày vu khống Đại Nam, và mày có kết nối với con Hoàng với cái con Hằng đi hay không á, thì để đấy trong lúc con Hằng về các cơ quan chức năng người ta sẽ điều tra. Nhưng riêng mày là cái loại con dao hai lưỡi, cái loại mất dạy nhá. Nhìn cái mồm mày không khác gì cái bồn cầu, là tao đã hiểu con người mày như thế nào rồi, nghe chưa? Và bây giờ không phải là có ai yêu quý mày nữa đâu, mà hầu như người ta rất ghét mày nhá. Mày bú bám khắp nơi nhá, mày bảo như thế này thế nọ, mày nổ bánh nóc nhà ra nhá. Mày là một con rất là mất dạy, nghe chưa? Con tao bảo mày này, mày bớt nói đi nhá, bớt nói để cho cái mồm mày á cho nó sạch, nghe chưa? Mà trước khi nói á thì đánh răng này kia đi, chứ thấy lông liệt dính đầy mồm như thế hả? Để nghiệp cho mấy đứa con của mày với nhá. Đừng có để người ta chửi đến thằng cha con mẹ mà sinh mày ra mà không biết dạy mày nhá. Đấy. Rồi cô Nguyễn Phương Hằng á, cái lúc bị vào điều tra bắt tạm giam các kiểu, mày cũng đem lên mày nói. Bây giờ người ta gần về rồi mày cũng đem lên mày nói. Mày không tự đi lên từ cái bản thân mày được à? Hả? Mà phải đưa người ta vào đấy là làm cái gì? Hả? Mày làm như mày tốt lắm đó. Mày làm như mày phản biện cái này cái kia á. Mày phản biện cái gì? Mày lừa biết bao nhiêu người, bán cái khoa học online rồi nhá. Pháp luật họ trừng trị mày hay không thì tao không quan tâm, nhưng mà người đời người ta sẽ lên tiếng mày, rủa mày, thì cái nghiệp của mày sẽ phải gánh thôi. Và không trống thì chày, không trước thì sau, mày sẽ chịu cái nghiệp của mày gây ra. Mày không bao giờ thoát được đâu con Hoàng Kim Dung ạ. Nhá, mày bớt nói đi cho cuộc đời nó tươi sáng tí, chứ mày càng nói tao thấy mày cái mồm mày không khác gì cái bồn cầu nhá. Cái thứ gì người không ra người, ngợm không ra ngợm. Thế Dung nhá, rồi chuẩn bị chải tóc cho thẳng thuột đi, đẹp đẽ đi nhá, chuẩn bị đi đấy nhá.